Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tờ Bóng Đá. Kính thưa quý vị, chuyên gia của Malaysia, một chuyên gia cũng đã nói rất nhiều điều về bóng đá Việt Nam trong quãng thời gian gần đây, có tiếp tục chia sẻ về đội tuyển U20 Việt Nam và rất kỳ vọng đội tuyển U20 Việt Nam sẽ tiếp tục tạo nên những cơn địa chấn nữa trước các đại diện đến từ Tây Á, những đội bóng cực mạnh. Huấn luyện viên Shin Tae-yong lý giải về việc đội tuyển U20 Indonesia mặc dù đá 11 người thế nhưng vẫn thua 10 người bên phía đội tuyển U20 Iraq. Và cuối cùng, đó là nhìn Việt Nam cũng như là Philippines đá World Cup thì Thái Lan họ quyết định đó là trảm tướng. Đó là một số những thông tin chính trong bản tin của Tờ Bóng Đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chuyên gia người Malaysia đó là ông Zara Issa đã rất nhiều lần nói về bóng đá Việt Nam và vừa qua ông này tiếp tục lên tiếng và là khen ngợi chiến thuật hợp lý của đội tuyển U20 Việt Nam và cho rằng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Tuấn tiếp tục đủ sức để tạo ra thêm những bất ngờ nữa ở hai trận đấu còn lại của bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023 mặc dù các đối thủ là rất mạnh. Cụ thể, chuyên gia người Malaysia ông Zara Issa có khen ngợi chiến thuật rất là hợp lý của đội tuyển U20 Việt Nam và cho rằng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Tuấn sẽ đủ sức tạo ra bất ngờ. Vừa qua sau khi trận đấu kết thúc thì ông này có nhận xét về trận đấu khai màn của đội tuyển U20 Việt Nam như sau. Trận đấu này cho thấy được sự trưởng thành của đội tuyển U20 Việt Nam khi có sự chuẩn bị rất tốt trước cuộc đối đầu với Australia. Đội tuyển U20 Việt Nam đã khóa chặt sơ đồ tổ chức lối chơi của đối thủ. Đội tuyển U20 Australia rất mạnh về thể lực và cướp được bóng ở trung lộ và hai cánh, thì họ không đạt được sự hiệu quả trước đấu pháp rất hợp lý mà những cầu thủ Việt Nam đã tạo ra. Kinh nghiệm của ông Hoàng Anh Tuấn rõ ràng phát huy đúng thời điểm. Ông ấy đã tác động đến tinh thần của toàn đội và giúp cho họ thi đấu đoàn kết và thể hiện qua chiến thắng ấn tượng trước đội tuyển U20 Australia. Và quả thực trong khi mà chúng ta nhìn cái diễn biến trận đấu vừa qua, mặc dù đội tuyển Australia họ được đánh giá cao hơn, họ sở hữu cái thống kê kiểm soát bóng lớn hơn chúng ta rất nhiều lên tới khoảng 67%. Thế nhưng với việc chúng ta chỉ có 33% kiểm soát bóng thôi, thì chúng ta vẫn tung ra được 8 cú sút so với 6 cú sút với cả đối thủ và chúng ta có 2 lần sút trúng khung thành. Còn một lần cũng chỉ đến về phía đội tuyển U20 Australia mà thôi. Và nói về câu chuyện này thì chuyên gia người Malaysia có tiếp tục chia sẻ như thế này. Không thể phủ nhận rằng đội tuyển U20 Australia họ rất mạnh dựa vào các thống kê và lịch sử. Thế nhưng như tôi vẫn thường nói thì bóng đá đó là cuộc chơi mà kế hoạch và chiến thuật đều được áp dụng vào trong suốt 90 phút. Tôi ấn tượng với hiệp 2 của đội tuyển U20 Việt Nam. Họ hoàn toàn chủ động trong việc phòng ngự và kể cả khi mất bóng thì những cầu thủ cũng rất bình tĩnh để vây ráp, để giành lại quyền kiểm soát bóng. Hàng thủ cũng được tổ chức rất kỷ luật và có sự liên lạc rất hiểu ý với thủ môn, cho nên họ cũng đã giảm được rất lớn những áp lực khi mà đối phương tạo ra. Khi chuyển phòng ngự sang phản công thì đội tuyển U20 Việt Nam cũng rất hiệu quả, rất đơn giản và cũng đã nhanh chóng có thể lấy lại được bóng, cho rõ thấy được cái sự hiệu quả của đội bóng đó là đội tuyển U20 Việt Nam. Đó là điểm mạnh và rất hợp lý khi mà đối đầu với các đối thủ mạnh. Đó là những gì mà chuyên gia người Malaysia ông Zara Issa có phân tích về đội tuyển U20 Việt Nam. Và đánh giá về những cầu thủ ấn tượng bên phía đội tuyển U20 Việt Nam thì ông này lại dành lời khen cho cầu thủ đội trưởng, đó chính là Quốc Văn Khang, cầu thủ mà cũng chính được AFC vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu vừa qua. Và ông ấy có đó chia sẻ như thế này: ở trận đấu này tôi rất ấn tượng với phong cách chơi bóng của cầu thủ số 10, đó là Quốc Văn Khang. Anh ấy hoạt động tích cực nhưng nguồn năng lượng rất dồi dào và cách lập tình huống rất là thông minh. Ngoài ra thì sự hỗ trợ từ các mắt xích xung quanh đã tạo nên một đội tuyển U20 Việt Nam rất gắn kết và có cảm giác như là rất khó để bị xuyên thủng vậy. Đó là sự kỷ luật đáng khen của một đội bóng hiện nay còn rất trẻ. Và từ khởi đầu thuận lợi thì đội tuyển U20 Việt Nam hoàn toàn sẽ có thể nghĩ đến những kết quả tích cực ở hai trận đấu còn lại. Và nói về câu chuyện về việc đội tuyển U20 Việt Nam có giành được kết quả tốt tại bảng đấu này hay không thì chuyên gia Rara Issa cho rằng là cơ hội đã rất rộng mở với đội tuyển U20 Việt Nam sau khi mà đã có được màn trình diễn ấn tượng trước đội tuyển U20 Australia. Và ông ấy có nói như thế này: chúng ta phải thừa nhận rằng là U20 Qatar và U20 Iran trên lý thuyết đều là những đội bóng mạnh. Đối đầu với họ chưa bao giờ là dễ dàng với Việt Nam cả. Thế nhưng tôi cho rằng với lứa tuổi U20 thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Đội tuyển U20 Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất kỹ về mặt chiến thuật và giờ đây họ cần thêm quá trình hồi phục tốt nhất sau trận đấu với đội tuyển U20 Australia. Từ góc nhìn của tôi thì Việt Nam có thể kiếm thêm tối thiểu mỗi trận là một điểm nữa ở hai cuộc đối đầu này. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ nghĩ đến những mục tiêu cao hơn nữa, đó là việc chiến thắng.
Và sau màn trình diễn trước đội tuyển U20 Australia thì tôi tin rằng đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có thêm những động lực lớn hơn và sự tự tin trong mỗi cầu thủ sẽ tăng lên đáng kể ở hai trận đấu còn lại. Một chiến thắng tiếp theo là điều có thể nằm trong tầm tay của đội tuyển U20 Việt Nam. Đó là những gì mà chuyên gia người Malaysia có chia sẻ vào màn trình diễn vừa qua của đội tuyển U20 Việt Nam. Và tôi cũng tin chắc rằng với chuyên gia này thì chúng ta cũng không có gì quá lạ tên cả, thậm chí có những người còn thuộc mặt. Bởi đây là một chuyên gia người Malaysia cũng đã chia sẻ rất nhiều về trận đấu và những thành tích vừa qua của bóng đá Việt Nam dưới thời kỳ của Pauser. Và với những nhận định đó thì hầu hết cũng đều đúng cả. Và giờ đây thì hy vọng rằng với những nhận định đó thì hy vọng rằng đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có thêm những kết quả tốt. Mặc dù đương nhiên đối thủ sắp tới của chúng ta đều là những đối thủ rất mạnh, đó là những Iran và những Qatar. Hy vọng rằng ít nhất sẽ có được một điểm trong những trận đấu tiếp theo và xa hơn nữa, một chiến thắng dành cho đội tuyển U20 Việt Nam để chúng ta chắc suất tiến tới vòng tứ kết của vòng chung kết U20 châu Á 2023. Còn vừa qua thì liên quan đến đội tuyển U20 Indonesia thì đội bóng này vừa qua đã thất bại với tỷ số 0-2, mặc dù được chơi hơn người ở trong suốt hiệp 2 trước đội tuyển U20 Iraq. Và ông Sitayang cũng đã lý giải về cái lý do vì sao mà họ lại đá 11 thế nhưng vẫn thua 10 người bên phía đội tuyển U20 Iraq. Đội tuyển U20 Indonesia họ bị dẫn trước ở phút thứ 28, thế nhưng từ phút 45+1 trở đi thì họ đã được chơi hơn người khi mà cầu thủ bên phía U20 Iraq đó là Chaben Samon đã bị nhận một chiếc thẻ đỏ. Tuy nhiên trong suốt cả một hiệp 2 thì đại diện của Đông Nam Á không thể gỡ nổi bàn thắng nào và thậm chí còn để cho U20 Iraq họ tiếp tục ghi bàn thắng ở phút thứ 90+6 để ấn định tỷ số là 2-0. Và chia sẻ về thất bại vừa qua thì ông Sinteyang của đội tuyển U20 Indonesia có nói như thế này: "Chúng tôi không thể ghi bàn dù có nhiều cơ hội tạo ra. Đây là điều mà U20 Indonesia sẽ cần phải cải thiện. Tất nhiên điều này thì cũng liên quan đến khả năng, năng lực của những cầu thủ." Câu này thì chúng ta đều thấy rồi, rõ ràng là ông ấy chê về năng lực của những cầu thủ U20 Indonesia chứ không phải là do ông ấy. Và ông này cũng có tiếp tục chia sẻ như thế này: "Trong hiệp 2 thì chúng tôi có số lượng cầu thủ vượt trội hơn đối thủ, nhưng chơi không tốt. Có lẽ rằng chúng tôi cũng sẽ cần phải cải thiện lối chơi của mình." Và nếu như U20 Indonesia họ thất vọng thì chúng ta đã biết rồi, U20 Việt Nam của chúng ta đã có một kết quả tốt. Còn ông Sinteyang như thường lệ thì vẫn đổ lỗi cho học trò thôi. Đó là việc mặc dù chơi hơn người, nhưng học trò của ông năng lực không tốt cho nên cuối cùng thì họ đã nhận thất bại. Và vừa qua thì cũng có nhiều cái luồng ý kiến có nói rằng là U20 Indonesia họ cử những cầu thủ chưa phải là tốt nhất để đến đây tham dự. Thế nhưng tôi nghĩ rằng không phải. Rõ ràng mục tiêu ở giải đấu này cũng là rất quan trọng. Và những cầu thủ được lựa chọn để đá ở vòng chung kết World Cup U20 thế giới sắp tới đương nhiên cũng cần phải có cái thời gian và có những cơ hội để tham dự trải nghiệm trận đấu này. Vậy tôi không nghĩ rằng là U20 Indonesia họ không cử những cầu thủ tốt nhất. Và tôi không nghĩ rằng năng lực của họ lại kém đến như vậy, giống như những gì mà ông Sinteyang có chia sẻ, đúng không ạ? Có điều chúng ta sẽ nhìn nhận và các chuyên gia họ sẽ đánh giá được với ông Sinteyang thôi. Và việc ông ấy tiếp tục có thể sẽ bị bay ghế trong thời gian ngắn sắp tới nếu tiếp tục thất bại, mặc dù đây là giải đấu cũng không quá quan trọng đối với họ, thì vẫn là điều rất đương nhiên có thể xảy ra. Và thông tin cuối cùng liên quan đến bóng đá nữ Việt Nam thì hiện nay chúng ta và đội tuyển nữ Philippines là hai đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á có mặt tại vòng chung kết của World Cup nữ 2023 sắp tới. Đó thực sự là một điều tuyệt vời và rất tự hào dành cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Còn liên quan đến đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan, khi mà không thể đưa đội tuyển nữ Thái Lan đá World Cup 2023 giống như những gì mà Việt Nam cũng như là Philippines làm được, thì huấn luyện viên nữ đó là Mio Okamoto đã bị cho thôi từ chức. Rất nhiều những mục tiêu như là SEA Games 31 rồi AFF Cup thì bà này cũng không làm được, không thể giúp cho Thái Lan giành được bất cứ một cái thành công nào. Và vừa qua thì Thái Lan cũng không có được cái tấm vé tham dự World Cup nữ 2023, tức là đã lần thứ 3 liên tiếp. Bởi trước đó ở trong trận đấu play off tranh vé World Cup 2023 ở châu lục, tức là tại Asian Cup 2022 tại Ấn Độ, thì Thái Lan cuối cùng thì cũng để thua 0-3, mất cái vé vớt vào tay Việt Nam. Rồi bên phía Liên bóng đá của Thái Lan cũng tạo những điều kiện tốt nhất từ việc tập huấn châu Âu rồi đến Úc rồi rất nhiều các nước khác, nhưng cuối cùng cũng đều là những thất bại. Và cuối cùng thì bên phía Liên bóng đá của Thái Lan cũng đã phát đi thông điệp cảm ơn bà này đến với Thái Lan, nhưng cuối cùng thì câu chuyện vẫn đó là chia tay. Còn với bóng đá Thái Lan, đương nhiên họ đang hướng đến mục tiêu đó là đá vòng loại Olympic World Cup Olympic 2024 ở giai đoạn 1 vào tháng 4 tới.
mà Thái Lan họ lại là nước chủ nhà. Như vậy mà đương nhiên họ đang rất mong muốn sẽ làm tốt nhất câu chuyện của mình. Và SEA Games 32 sắp tới đương nhiên mục tiêu không gì khác của Thái Lan đó là lên ngôi vô địch. Nhưng hiện nay tôi nghĩ rằng cái tham vọng lên ngôi vô địch tại SEA Games của Thái Lan thôi thì cũng là cực kỳ khó khăn. Bởi bên cạnh Việt Nam chúng ta đội tuyển nữ rất tuyệt vời thì hiện nay vẫn còn một Philippines nữa. Một Philippines mà hầu như toàn những cầu thủ đó là Mỹ thôi. Và những trải nghiệm vừa qua của chính Việt Nam cũng như Thái Lan trước đội bóng này với những thất bại rất dở đậm đà cho thấy được rằng là để lên ngôi hậu tại SEA Games hiện nay thôi cũng là một điều gì đó rất khó khăn dành cho những Thái Lan và kể cả là Việt Nam nữa, đúng không ạ? Vâng, và đó là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.